Bảo Quang, trời ta, chắp tay lên. A Di Đà Phật, trước hết là kính chào tất cả quý vị phụ huynh, phụ huynh các em gia đình Phật tử Bảo Quang. Chào các anh chị huynh trưởng, chào các em. Trong cái khung cảnh phải nói là vui vẻ ở tại sân chùa Bảo Quang, hôm nay tổ chức ngày sinh nhật thứ mấy? 23. Anh Nguyên ra có một chiều dài á, có một chiều dài cũng gọi là lịch sử đó. Thế thì dĩ nhiên bất cứ một tổ chức nào cũng có sự thăng trầm của nó. Đơn vị chùa Bảo Quang cũng không loại, không đứng ngoài cái sự thăng trầm đó, chung của nó chung. Thế thì mặc dù thời gian nó có ra sao, nhưng mà gia đình Phật tử Bảo Quang vẫn là gia đình Phật tử Bảo Quang và xác định vị trí rõ ràng. Và cũng có một cái tiềm lực rất là hẳn hoi nằm ở trong một trung tâm văn hóa đa dạng như thế này. Chúng tôi có cái trường Việt ngữ Hồng Vương cũng 200 em sinh hoạt vào ngày thứ bảy từ 10 giờ cho đến 12 rưỡi, chỉ 9 rưỡi 12 rưỡi, còn chủ nhật thì gia đình Phật tử như thế này cũng gần 200 em. Thế thì cũng có một đội ngũ huynh trưởng làm việc để giáo dục các em có một cái lối sống tốt. Chúng tôi chào quý vị, cho một tràng pháo tay cho đội ngũ huynh trưởng gia đình Phật tử Bảo Quang đã có nhiều cố gắng tới với các em. Chúng tôi không quên gọi mời quý vị phụ huynh hợp tác với huynh trưởng Phật tử chùa Bảo Quang để quý vị chăm sóc đời sống con em mình nó tốt hơn mỗi ngày. Và chúng tôi cũng không quên nhắc nhở các anh chị huynh trưởng, mình đã có một cái đời sống hiến dân, có nghĩa là hiến dân cái giờ riêng tư của mình. Mình thể hiện cái tinh thần gia đình Phật tử là mình thể hiện cái tinh thần bi trí dũng. Bi là từ bi, trí là phải có trí tuệ, dũng là dũng cảm. Trước mọi khó khăn nào mình cũng phải bước qua. Giống như chúng tôi làm cái trung tâm văn hóa như thế này, mà chúng tôi không dũng cảm thì chúng tôi không làm được. Khó khăn nào chúng tôi cũng bước qua để đi hết. Và những cái điều nào đúng thì chúng tôi lắng nghe để sửa mình, để xây dựng. Còn những điều nào không đáng ghi nhận, không đáng nhớ, cũng không đáng để lưu ý thì chúng tôi là bước qua những cái dư luận đó để đi và thành một sự nghiệp, thành một cái gì đó rất tiêu biểu như là cái trung tâm văn hóa Phật giáo chùa Bảo Quang. Một lần nữa chúng tôi chúc lành tất cả quý phụ huynh đã hết lòng hỗ trợ cho con em mình đến với Phật tử chùa Bảo Quang. Và cũng không quên một lần nữa cảm ơn tất cả anh chị huynh trưởng đã thực sự hiến dâng cái giờ riêng tư của mình để phục vụ mọi góc độ, không phải một góc độ giáo dục không, mà rồi nhiều góc độ khác nhau cũng có một sự hiến dâng, có một sự hợp tác, có một sự tư duy tốt đẹp để mà nó thành cái đội ngũ dân gia đình Phật tử Bảo Quang tốt. Và chúng tôi không quên gọi mời gia đình Phật tử, gọi mời các em cũng như gọi mời các phụ huynh, gọi mời các anh chị em trưởng có một sự hài hòa tương quan tương kính để có một cái đội ngũ, có một tổ chức gia đình Phật tử Bảo Quang rất tốt. A Di Đà Phật, cảm ơn và chúc lành đến quý vị. Sau đây là thầy cô bán cháu hạnh sẽ đứng cắt bánh cùng tất cả những anh em chúng ta với ban huynh trưởng và với thầy cô giáo. Đây là bậc thầy. Happy birthday.